robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình trong tựa game Bet 99, cập nhật thứ 3. Đây là một phiên bản bổ sung cho sự kiện Giáng sinh. Tức là Giáng sinh này bao gồm cập nhật 2 và 3. Nội dung không nhiều, nhưng vẫn có cái thú vị và cái để chơi. Cùng xem hết video này nhé. Đầu tiên là thêm 4 map mới. Map cao nhất cập nhật 2 là Frost Mountain, 63. Bây giờ mình sẽ có thêm là 64, 65, 66, 67. Theo kinh nghiệm mình chơi và đã khám phá, 4 map mới này không có gì quá đặc biệt. Cho nên nếu bạn muốn cày rank mà đội hình mình chưa mạnh, tạm thời hạn chế qua map mới. Rank mới mình có là 11, 12. Với rank 11 thì trong phần InGen sẽ được thêm một ô miễn phí, tăng số lượng người chơi lên 5 ô, free to play là 5 ô. Còn nếu muốn pay to win thì bỏ tiền thêm ha. Thì trong video ngày hôm qua mình đề cập rồi, không khám phá được map mới nó sẽ có những bất lợi, cụ thể là 2. Nhưng hôm nay phát sinh thêm một cái là 3 các bạn. Để có được heal pet, nhìn trên bảng chỗ này nè, mở con heal pet từ cái trứng 80, thì cái trứng 80 tương đương với lại khu vực mới nhất. Tức là nếu bạn không mở map mới nhất của cập nhật thì bạn sẽ không mở được heal pet, do cơ chế là heal pet luôn nằm ở trứng cao nhất của cập nhật đó. Thì sẵn đây coi luôn về con pet, có chó, có mèo, có chó, có mèo, có gấu, và cuối cùng là Dominate. Nội dung cập nhật tiếp theo, bạn thấy cái viền vàng đằng sau không? Nó tương đương với là đồ hiếm mới, thì cao hơn Exotic, mình sẽ có Divine, độ hiếm chỉ là phân loại thôi, nó không quá khó tìm. Như đây mình có một con là Trend Conductor Dog, ở trạng thái bình thường nó là Exotic, nhưng mà bạn khi có một con Shiny, hay là hóa lên Golden, cũng như là hóa lên Rainbow, thì cấp độ hiếm sẽ thay đổi từ Exotic lên Divine. Divine là thần thánh đó mọi người. Độ hiếm Divine này ảnh hưởng luôn tới item, một số item sẽ biến thành thần thánh. Điển hình như là trong này chúng ta sẽ có một cái charm, thì cái charm mình coi là vật phẩm đục lỗ, dùng để gắn tăng thêm chỉ số cho con Hubert hoặc là Titanic. Thì cái Royalty Charm bữa trước là Exotic, do nó quá mạnh đi, nên với phiên bản này, developer thay đổi cái cấp độ của nó, tăng lên Divine. Cái bonus chỉ số nó y chang cái Royalty trong từ Bet 10, nó sẽ bonus về đam, về kim cương, về tốc độ di chuyển. Với rank 11 thì mình sẽ mở được thêm 3 ô, trang bị thêm 3 con pet. Mình nhớ không nhầm là 800, 800, 900. Bạn bỏ khoảng tầm 2 triệu 6, 2 triệu 7 kim cương ra là sẽ mua được thêm 300 pet. Còn mở một lúc nhiều trứng thì với rank 11 này mình chỉ có một cái thôi, 1,65 triệu tiền, cộng thêm mở 3 trứng ha. Mình sẽ lên block game cho bạn coi. 5 bàn tay gấu được bổ sung, nâng tổng số lượng hiện có trong game lên 60. Cứ mỗi tìm 5 cái thì nó sẽ bổ cho chúng ta một chỉ số, tăng cơ hội mở được best shiny, cũng như là 25 more present. Thì 25 cái more present này, mỗi lần tìm ra nó sẽ cho các bạn cái gift, cái present, mở được item drop đồ. Ồ, nhà gấu, chúng ta được một cái hộp quà lớn. Ok luôn, ngon. Đi tới map 63 nha, thì nó sẽ có một cái relic, map 59, Cozy Village, ở đằng sau ngôi nhà. Đây, 150 relic mới. Relic thứ hai nằm ở map 63, Frost Mountain, chỗ này. Map mới có hộp quà luôn nè, ok luôn. Nó cho chúng ta một cái medium present. Bên cạnh đó thì map 64 cũng sẽ cho chúng ta thêm một cái relic, 59/60. Thì là 58 thôi. Ok, một cái relic nữa nằm ở map cuối cùng hiện tại trong game, nằm phía sau của toa xe lửa, chỗ này nha. Vừa ké là trên mạng ha, map 65 quay trở lại các bạn. Người tuyết bên góc phải nè, thanh thần. Như vậy với video này mình đã tìm được thêm 5 relic mới, cũng như đã full được 60/60 tính tới cập nhật 3. Chúc mừng bạn, Shiny Pet đã tăng một cái cơ hội để kiếm được từ việc mở trứng. Thì ở đây map 64 nó cũng sẽ có một cổng máy mới nha. Đây tốn 10.000 kim cương nó sẽ cho các bạn một cái bình potion random. Random từ 5, 6, 7, các bạn không nghe nhầm đâu. Potion cao nhất mình là cấp 6. Thì qua tới cập nhật 3, chúng ta sẽ có Ingen cấp độ cao hơn và potion cấp độ cao hơn. Ingen từ 5 đến 6, theo tới lại 71 nha. Tức là 7 quyển 5 sẽ ra một quyển 6. Potion cũng như vậy, dùng bình potion cấp 6, hình ngôi sao để nâng cấp lên potion cấp 7. Potion cấp 7 hình con mèo. Đây là potion cấp 7 nha, và cấp độ hiếm đó là Divine. Ví dụ ở đây mình có Dam potion 7 nè, 125% về Dam. Do là có potion mới, cấp độ cao hơn, Ingen nó cao hơn, nên nếu bạn quan sát kỹ thì chỉ số một vài cái thay đổi rồi, nó giảm xuống cho cân bằng ấy. Để mà nâng cấp thì các bạn cứ quay trở lại những cỗ máy. Khu vực 16 là nâng cấp Ingen với tỷ lệ 71. Khu vực 13 là nâng cấp potion, 7 potion cấp 6 lên 1 potion cấp 7. Nội dung kế tiếp cực kỳ hay ho, tuy là cũ rồi nhưng vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với những tựa game có trading, đó chính là hộp email mọi người. Hộp email đã quay trở lại, gửi qua cho người chơi khác nè. Điền username, điền tin nhắn vào, thêm comment vào. Ở đây có rất nhiều bạn tặng quà cho mình nè, bấm vào ha. Ok, 288.000 đam. Chúng ta sẽ bấm vào chữ Climb On cho nhanh. History là lịch sử, nếu bạn coi là những giao dịch. Bố cục nhìn đơn giản nhưng mà khá là chi tiết ha. Và setting cũng như vậy thôi. Lưu ý, reject là từ chối. Khi mà bật On lên, một người nào đó gửi cho bạn cái con pet theo cấp độ hiếm này sẽ không nhận được, không gửi được. Đồng nghĩa với email này thì sắp tới việc giao dịch trên web sẽ đơn giản hơn, không cần phải đăng nhập tài khoản mật khẩu nữa. Tiếp theo là một event cũ quay trở lại. Cái này bạn nào chơi Bet 10 mới biết nè. Có một con pet ké xe trượt tuyết, nó gọi là Slide Event, sẽ xuất hiện mỗi 1 tiếng theo giờ chẵn nha mọi người. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Nó sẽ xuất hiện từ map đầu tiên. Xuất hiện từ map đầu tiên nó bay cho tới map cuối cùng. Nghĩa là nó bay hết 6-7 map luôn. Thời gian nó bay khoảng tầm 4 phút. Nhiệm vụ bạn cần làm là đi theo nó để lượm đồ. Bay tới map nào sẽ thả đồ cho map đó. Chúng ta sẽ kiếm được kim cương nè,
item loot nè. Và nếu cực kỳ may mắn, sẽ kiếm được con hươu cá voi có sừng. Trong cập nhật 2, con này sẽ kiếm được từ hộp quà Titanic. Hộp quà cao cấp nhất nha mọi người, Titanic Present. Nâng cấp từ 5 hộp này cũng được. Còn bây giờ cứ mỗi 1 tiếng bạn vào game để đuổi theo cái con này. Và số lượng kim cương nó cho chúng ta cũng khá là ok. Mình có theo nó một đợt, hình như kiếm được đâu đó 150.000 kim cương từ map 1 tới map 67. Rồi và cập nhật cuối cùng cũng là cũ luôn, đó là bên Trading Plaza, chế độ Diamond Party. Đây dành cho những người giàu có, họ sẽ qua bên Trading Plaza, gọi như là donate cho server. Các bạn chỉ việc treo máy bên trong đó thôi. Bên cạnh đó thì mình còn những cái trứng hình đủ siêu nè, những cái pack mới. Mê con này quá mà không có tiền. Peppermint Angelus nè. Titanic mới của mình là Titanic Silver Dragon. Con này có thể bay nha. Giá ráp hiện tại cái trứng này tầm 800.000. Thì mình nghĩ là bên Trading Plaza họ sẽ bán tầm 1 triệu. Liệu chúng ta có nên bỏ vài chục triệu kim cương thử vận may với trứng này không ta? Thật ra hiệu bếp bây giờ mình không quan tâm cho lắm, nhưng tại con này nó đẹp các bạn. Rồi vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo nhé. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.